Xin chào các anh chị và các bạn. Rất tuyệt vời sáng chủ nhật cuối tuần, Huy cũng thể dục thể thao và cực kỳ hưng phấn trong phải nói là con người của mình. Và Huy cũng muốn gửi đến một cái tin vui đến các anh chị và các bạn là cái giá tôm ngày hôm nay ha. Giá tôm ngày hôm nay, giá tôm ngày 6 tháng 9 các anh chị nha. Giá tôm ngày hôm 6 tháng 9 thì rất nhiều các anh chị lo lắng rằng là không biết giá tôm trong thời điểm này như thế nào và trong thời gian sắp tới như thế nào. Mọi người rất là lo lắng và không biết rằng là mình thả tôm đợt này có thể là có lợi nhuận hay không, và trong thời gian 3 tháng tới thì cảm thấy lo lắng rất là nhiều điều. Thì Huy mới đưa cho các anh chị một cái tin rất là tuyệt vời, mà tại sao rất nhiều nước họ đang có nhu cầu ha, thậm chí xuất khẩu tôm của Việt Nam đang tăng lên rất là nhiều, nhưng mà các anh chị thì không được biết điều này. Như các anh chị đã biết thì tôm của Việt Nam đang vô cùng lợi thế, đặc biệt là tôm xoay lớn. Tôm xoay lớn kể cả Trung Quốc, kể cả châu Âu và Mỹ, đang Nhật Bản và Hàn Quốc đang rất cần xoay lớn của Việt Nam chúng ta, và họ đang có nhu cầu về tôm sú cũng rất là cao. Tôm sú rất cao, chính vì vậy mà các anh chị nên thả tôm sú của Mona để mà chúng ta đạt cái xoay lớn rất là nhanh. Tôm sú Mona thì chỉ cần 90 mấy ngày thì các anh chị có thể đạt xoay dưới 30 con. Tôm sú này nó có đặc tính không khác gì tôm thẻ chân trắng hết. Nó cũng sống ở nhiều tầng nước, rồi nó cũng hoạt động rất là nhanh, rất là mạnh, rất là năng động, và đồng thời nó có một cái ưu điểm là nó tốc độ phát triển nó rất là nhanh vì nó được gia hóa tại Việt Nam, do tập đoàn Mona tại Việt Nam gia hóa rất nhiều năm rồi, và hôm nay họ đã hoàn thiện rồi. Thì tôm sú Mona có ở rất nhiều những cái cơ sở khác nhau, như Dương Hùng cũng có tôm sú Mona này, rồi Nam Mỹ cũng có tôm sú Mona này, và nhiều cái trại giống có tôm sú Mona khác. Các anh chị có thể liên hệ và mua. Thì giá tôm ngày hôm nay Huy cũng gửi đến các anh chị đó là cái giá tôm thẻ chân trắng 25 con 164.000 cộng trừ 3k, và 30 con thì 148.000 cộng trừ 2k, và giá xay 40 con cũng rất là tốt, 127.000 đến 124.000 cộng trừ 1k, 50 con thì 111 đến 108 cộng trừ 1k, 60 con thì nó là 94 cộng trừ 500, và 70 con là 88 cộng trừ 500. Đấy, 80 con là 83 cộng trừ 500, và 100 con là 73, 150 con là 62 cộng trừ 200. Thì cái này cũng là cái giá tốt. Và thứ hai là khu vực ở Bình Đại. Khu vực Bình Đại thì 30 con 150k, 30 con gì lớn gì nhỏ là 147k, và 40 con gì lớn 127k, 40 con gì nhỏ là cũng là 125k. Đấy. Và liên hệ với chị Thúy, số điện thoại 0973 0588 1 097 305 881, chị Thúy ở Bến Tre, ở Bình Đại Bến Tre. Rồi, một khu vực nữa là ở Bạc Liêu, các anh chị có thể liên hệ với số điện thoại 0915 434 635. Và số cái giá của nó là 25 con là 164.000 cộng trừ 5, 30 con 149 cộng trừ 2k, 40 con 126 cộng trừ 1k, và 50 con 110 cộng trừ 1k, 60 con 96 cộng trừ 500, 70 con 90.000 cộng trừ 500, 100 con 74 cộng trừ 300, 100 con ảo bạc thì 80.000. Đấy, thì đó là những cái điều mà tuyệt vời từ giá tôm. Thì như các anh chị đã thấy thì giá tôm xoay lớn đang chiếm ưu thế ở đây. Tôm 20 con theo tôm Huy được biết thì nó là 160 mấy nghìn nữa các anh chị. Rất là tốt, phải nói là rất là tốt và rất là tuyệt vời nếu các anh chị nuôi tôm được về xoay lớn. Như vậy cái giải pháp nào cho chúng ta nuôi tôm về xoay lớn trong thời điểm hiện nay? Cái giải pháp duy nhất hiện nay đó là các anh chị, nếu là ao đất, các anh chị thả mật độ từ 50 con, maximum 80 con nếu cho các anh chị có oxy đáy, rồi các anh chị có lót bạc bờ thì các anh chị nuôi và cực kỳ an toàn ha. Nên nhớ ao đất cũng có hệ thống siêu phong, ao đất cũng có nên có cái ao lắng để mà thay nước, trữ nước. Đấy, thì các anh chị nuôi vô cùng an toàn, không cần phải nuôi nhiều đâu các anh chị. Các anh chị có thể nuôi 2 ao, 1 ao, và nên có ao lắng. Và giữa ao đất bao giờ các anh chị cũng thả một cái bi cống ha. Hoặc là cái phi để mà các anh chị những cái dơ, những cái bọn bùn này nọ nó chạy quạt nó gom vào đó. Các anh chị chỉ cần thả một cái phao, gọi là cái bơm đầu bò, thả xuống dưới đáy đó, hoặc là cái bơm chìm thả xuống đáy đó và nó hút hết những cái dơ bẩn đi ra ngoài. Mỗi ngày các anh chị siêu phong một lần, hai lần là vô cùng an toàn các anh chị, giúp cho các anh chị nước sạch không bị đục. Đấy, rất là dễ. Còn nếu các anh chị, nếu mà nước đục thì các anh chị có thể đánh
lắng tụ phù sa siêu lắng, là ví dụ như là OBS nó có cái CCF 5000. Sau khi các anh chị và trộn cái siêu lắng này cùng với 50 kg cát xây dựng đánh trước cái đầu quạt, đánh khô 1 kg cho 5000 mét khối, và các anh chị chạy quạt trong vòng 45 phút và ngưng lại cho nó lắng xuống, và chạy quạt lại nhẹ chừng 10 phút để nó gom lại ngay cái rốn, và các anh chị siêu phong bỏ ra ngoài, nước sẽ cực kỳ sạch. Và sau đó các anh chị dỡ quạt lên, đừng có nó cắm sâu quá. Thì đó là cái điều rất là dễ cho ao đất. Về ao bạc thì như thế nào? Về ao bạc thì các anh chị nên thả cái mật độ từ 150 đổ lại để giúp cho con tôm tốc độ tăng trưởng rất là nhanh và hệ số thừa thấp. Như thời điểm hiện nay thì có hai cái loại giống mà tốc độ tăng trưởng rất là nhanh, đó là giống SAS Superior do ba cái công ty hiện giờ đã có giống và nhập về có giống rồi nha. Nhiều công ty khác nhập về nhưng mà hiện tại thì chưa đâu, tại vì họ còn thuần dưỡng ít nhất là nửa tháng đến một tháng nữa. Thì ba cái công ty hiện nay đang nhập về và thuần dưỡng có giống Superior của SAS đó là công ty Xuân 7, công ty giống Xuân 7, và công ty giống Unipresident, rồi công ty giống Hisino, là ba công ty đang có cái giống bố mẹ đầu tiên của dòng Superior của SAS. Và một cái công ty thứ hai đó là công ty CB, tốc độ tăng trưởng rất là tốt. Tốc độ cao. Chính vì đây này, các anh chị và các bạn hãy liên hệ với hai công ty này để mua được con giống tuyệt vời để về làm cho cái hồ nuôi của mình có một cái tốc độ tăng trưởng rất là nhanh trong một thời gian ngắn với hệ số thức ăn thấp, để mà các anh chị có lợi nhuận cao. Một cái điều khuyến cáo đối với Huy nữa là tỷ mật độ thả nuôi các anh chị nên ở mật độ 150 con cho đến 100 con thì vô cùng thuận lợi cho các anh chị, sản lượng vừa đủ cho các anh chị để mà có lợi nhuận, tốc độ tăng trưởng rất là cao để nhanh chóng về dưới 30 con, từ 20 cho đến 30 con, đó là cái mục tiêu các anh chị phải thả nuôi để mà có lợi nhuận trong thời điểm này. Đừng có mong cầu ở cái xe nhỏ nữa các anh chị nha, xe nhỏ hiện nay giá rất là tệ, cho nên các anh chị đừng nên thả dày, chiến lược thả dày đang bị hạn chế lại, và ngay lập tức các anh chị phải thả mỏng lại, thưa lại. Có rất nhiều khách hàng của Huy trong thời gian qua đã lắng nghe Huy và đã làm một cái điều này và đem lại kết quả vô cùng rất là tốt trong thời điểm vừa qua. Ao đất họ cũng thể lời 120 triệu, 130 triệu. Ao đất cũng có thể lời 250 triệu. Đấy. Rồi ao bạc lời 300 triệu. Như là nhân viên của Huy đang nuôi ở Bến Tre, thành phố Bến Tre, là chị Hiền, kỹ sư Hiền, về 37 con lời một hồ được 370 triệu, rất là tuyệt vời đó các anh chị. Thì đó là cái điều mà Huy cũng mong muốn rằng là rất nhiều người thành công như những bạn này. Và cái được một cái tin vui nữa là thông qua những cái chương trình Huy hướng dẫn trên kênh YouTube của mình, cũng như cái cuốn sổ tay của mình, và cũng như cái lời tư vấn của anh em trong công ty, cũng như là lời tư vấn của Huy dành cho các anh chị, có rất nhiều anh chị thành công trên cái mô hình này. Và Huy cũng mong muốn rằng các anh chị áp dụng mô hình này để giúp cho các anh chị thành công mỗi ngày mỗi ngày, và đem lại cuộc sống vô cùng tốt đẹp. Và xin chúc các anh chị có cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc, và có một buổi ngày cuối tuần thật là vui cùng với gia đình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.